Kính thưa đồng bào, tháng 8 đỏ cờ sao, Tổ quốc tự do ngẩng mặt tự hào, chào mừng 65 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Hòa trong không khí hào hùng của mùa thu lịch sử, Đảng bộ và nhân dân Thanh Chương long trọng tổ chức 85 ngày truyền thống Thanh Chương và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Xin chào mừng ngọn lửa Xô Viết Thanh Chương đang tiến vào lễ đài. Ngọn lửa được thắp lên từ hình võ liệt, một trong những nơi thành lập chính quyền Xô Viết ở Thanh Chương năm 1930. Đó là ngọn lửa căm thù ngùn ngụt bốc cao, đốt huyện đường, thiêu hủy hồ sơ tài liệu, đập phá nhà giam, giải thoát tù nhân của hơn 2 vạn nhân dân Thanh Chương trong ngày nổi dậy mùng 1 tháng 9 năm 1930. Đó là ngọn lửa rực cháy trong tim khắc sâu lời thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, với quyết tâm xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước của hàng vạn người con ưu tú Thanh Chương trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Đó còn là ngọn lửa hồng của Thanh Chương hôm nay đang nỗ lực vươn mình vượt nghèo, quyết tâm hướng tới một Thanh Chương giàu đẹp, văn minh. Xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Quang Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện lên thắp tiếp ngọn lửa truyền thống. Vinh dự thay, ngọn lửa truyền thống đó được bác Phan Tố Huy, đại diện cho các bậc lão thành cách mạng, trao cho những gương mặt xuất sắc tiêu biểu của tuổi trẻ huyện nhà, với tất cả niềm tin rằng tuổi trẻ hôm nay tiếp bước thế hệ cha anh, sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thanh Chương ơi, lửa sáng rực trời, ta lớn mạnh vươn lên cùng đất nước, người con Thanh Chương trên nẻo đường xuôi ngược, thắp lửa trong tim xây đất mẹ đẹp giàu. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Hữu Vinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện lên khai mạc. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể đồng bào, đồng chí huyện nhà. Cách đây 80 năm, đất nước ta còn đắm chìm trong bóng đêm nô lệ. Ngày mùng 1 tháng 9 năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Chương, hai vạn nông dân cả huyện đã nhất tề đứng lên làm cuộc tổng biểu tình dữ dội, phá tan huyện đường phong kiến, lập chính quyền Xô Viết đầu tiên trong cả nước. Ngày mùng 1 tháng 9 đã đi vào lịch sử, trở thành ngày truyền thống và là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân ta. 80 năm qua, truyền thống ấy được các thế hệ người Thanh Chương trân trọng, phát huy trong mọi lĩnh vực và đã có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi chung của cả nước, cả tỉnh. Hôm nay, chúng ta long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của huyện và đón nhận phần thưởng cao quý, huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch nước trong không khí cả nước phấn khởi. Kỷ niệm 65 năm cách mạng tháng 8, quốc khánh mùng 2 tháng 9, chuẩn bị đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11. Niềm vui của quê hương hòa chung với niềm vui của cả nước trong những ngày đầu thu. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể đồng bào, đồng chí huyện nhà, về dự và chung vui với Đảng bộ và nhân dân huyện nhà, xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Văn Hằng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các ban, văn phòng Tỉnh ủy, sở ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Ban tổ chức rất xúc động thông báo, đồng chí Nguyễn Côn, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cách mạng đầu tiên của huyện, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, giáo sư viện sĩ Nguyễn Duy Quý, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia, đồng chí Nguyễn Ngô Hai, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nguyên Phó Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, do sức khỏe và bận công việc đã có điện chúc mừng. Bác Dương Văn Dật, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Bí thư Huyện ủy Thanh Chương, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính, đã gửi thư và bức trướng mang dòng chữ: kính chúc Đảng bộ và nhân dân Thanh Chương ra sức phấn đấu xây dựng huyện nhà sớm trở thành giàu đẹp, văn minh. Ban tổ chức nhiệt liệt chào mừng, cảm ơn và trân trọng giới thiệu các bác cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, đại diện mẹ Việt Nam anh hùng,
anh hùng lực lượng vũ trang đang sinh sống trên địa bàn huyện. Các đồng chí nguyên là tỉnh ủy viên, bí thư, phó bí thư, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, ủy viên ban thường vụ huyện ủy qua các thời kỳ, nay đã nghỉ hưu và đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu quê hương Đức Phổ anh hùng của tỉnh Quảng Ngãi kiên cường, người anh em gắn bó keo sơn, nghĩa tình bền chặt qua các cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước, do đồng chí Nguyễn Đinh, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện dẫn đầu. Đoàn đại biểu thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hòa, các huyện bản trong tỉnh và huyện bản Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Các bác, các anh, các chị là những cán bộ cao cấp, nhà khoa học, con em quê hương đang công tác tại các bộ ngành trung ương và các tỉnh thành phố, đại diện hội doanh nghiệp Thanh Chương tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam và tại Nghệ An, hội đồng hương Thanh Chương tại các tỉnh và thành phố Đà Nẵng, Cần Thơ, Đà Lạt và đông đảo con em quê hương đang sinh sống trên khắp mọi miền đất nước về tham dự lễ. Ban tổ chức nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015, các đồng chí trưởng phó ban ngành, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị, các tổ chức xã hội nghề nghiệp cấp huyện, các đồng chí bí thư đảng ủy, chi ủy cơ sở, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học trong huyện và các đơn vị trực thuộc trung ương, trực thuộc tỉnh đóng trên địa bàn huyện, 5.500 cán bộ, công nhân, viên chức, thầy giáo, cô giáo cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong huyện đến dự tham gia các hoạt động và cổ vũ lễ hội. Các đồng chí phóng viên báo chí, phát thanh, truyền hình của trung ương, của tỉnh, của huyện đến dự đưa tin và truyền hình trực tiếp buổi lễ. Ban tổ chức chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, các bậc lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, đại diện mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, cảm ơn các vị đại biểu, các vị khách mời, đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh, đồng bào, đồng chí huyện nhà, anh em, bà con xa quê, các cơ quan thông tấn, phóng viên báo chí, phát thanh truyền hình, với tinh thần trách nhiệm và tình cảm sâu nặng đã nhiệt tình quan tâm, giúp đỡ, đồng viên đối với đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Chương. Kính thưa các đồng chí và đồng bào, kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống là dịp cán bộ, đảng viên, nhân dân ôn lại truyền thống vẻ vang của quê hương, hiểu đầy đủ, sâu sắc hơn sự kiện mùng 1 tháng 9 1930, từ đó khơi dậy trong mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và con em quê hương Thanh Chương trên khắp mọi miền tổ quốc niềm tự hào, quyết tâm đồng sức, chung lòng xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Với niềm tin tưởng đó, thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin tuyên bố lễ meeting kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của Đảng bộ, nhân dân và đón nhận huân chương lao động hạng nhì của Thanh Chương chính thức khai mạc. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Quang Đạt, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện lên đọc diễn văn kỷ niệm. Kính thưa đồng chí Trần Văn Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, kính thưa các vị khách quý, kính thưa các bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, thưa đồng chí, đồng bào cùng con em quê hương và các em học sinh thân mến. Trong những ngày này, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đang sống trong không khí hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử, kỷ niệm 65 năm cách mạng tháng 8 và cuộc khánh mùng 2 tháng 9, đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 11. Hòa trong niềm vui chung ấy, đảng bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang huyện nhà tổ chức meeting trọng thể kỷ niệm 80 năm
ngày truyền thống Thanh Chương và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Đây là dịp ôn lại chặng đường đấu tranh cách mạng kiên cường với những chiến công bất tử và những hy sinh vô bờ bến của Đảng bộ và nhân dân ta. Từ đó nhận thức sâu sắc hơn những thành tựu vĩ đại của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, tạo tiền đề và niềm tin vững chắc trên con đường đổi mới, hội nhập, phát triển. Trước giờ phút trang nghiêm trọng đại này, với lòng kính yêu và biết ơn vô hạn, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Chúng ta kính cẩn tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng chí đồng bào đã anh dũng hy sinh, hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta vô cùng biết ơn và tri ân các anh hùng, các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước, các thế hệ cán bộ, đảng viên, cựu chiến binh, lực lượng thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và nhân dân đã chịu đựng nhiều gian khổ hy sinh, chiến đấu và phục vụ chiến đấu quên mình, hy sinh một phần xương máu và tuổi xuân vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Kính thưa đồng chí đồng bào, cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20, do sự bất lực của triều đình nhà Nguyễn, nước ta rơi vào tay thực dân Pháp, từ một nước độc lập có hàng ngàn năm văn hiến trở thành một nước thuộc địa trong đêm trường nô lệ. Nhân dân ta một cổ hai trọng bị áp bức dưới gót giày của thực dân phong kiến. Với lòng yêu nước nồng nàn và truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất, các phong trào cứu nước, đòi độc lập dân tộc liên tiếp nổ ra nhưng đều bị thất bại. Vượt qua tầm nhìn hạn chế của các nhà yêu nước đương thời, trải qua quá trình hoạt động thực tiễn, nghiên cứu lý luận trong nước và nước ngoài, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc ta. Người đi từ chủ nghĩa yêu nước chân chính đến với chủ nghĩa Mác Lênin, từ con đường cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại, người nhận thức sâu sắc về vai trò tất yếu phải có một chính đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo đối với cách mạng của các nước thuộc địa nói chung và của Việt Nam nói riêng, người truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam, chuẩn bị về chính trị tư tưởng và tổ chức để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 3 tháng 2 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời như một mốc son chói lọi, một bước ngoặt quyết định của cách mạng nước ta, chấm dứt thời kỳ bế tắc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài từ những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Đảng ra đời với đường lối cách mạng đúng đắn, phương pháp cách mạng khoa học, với ý chí và khát vọng giành tự do độc lập, cả dân tộc triệu người như một, theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng và Bác Hồ, chớp lấy thời cơ cách mạng, nghìn năm có một, tề vùng lên đánh đuổi Pháp xâm Nhật, thực dân Pháp. Trải qua ba cuộc tổng diễn tập lớn, cao trào cách mạng 1930-1931, 1936-1939, 1939-1945, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc cách mạng tháng 8 thành công, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 1 tháng 9 năm 1945, tại Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh trình trọng tuyên bố tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Cách mạng tháng 8 thành công là một mốc son chói lọi, là sự kiện lịch sử trọng đại, đem lại những biến đổi sâu sắc. Đất nước vừa giành được độc lập, chính quyền còn non trẻ, đang phải đối mặt với giặc đói, giặc dốt, thì cả dân tộc lại phải tiếp tục đương đầu với những kẻ thù hung bạo nhất của thế kỷ 20. Trước những khó khăn thách thức như ngàn cân treo sợi tóc, Đảng và Bác Hồ đã lãnh đạo nhân dân ta tiếp tục khai cuộc kháng chiến trường kỳ anh dũng và chiến thắng vẻ vang. Thắng lợi của cuộc kháng chiến 9 năm chống giặc thân Pháp, kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu, đã chấm dứt vinh viễn từ sống trì của chủ nghĩa thực dân cũ trên đất nước ta, mở đầu cho thời kỳ sụp đổ của chúng trên bán đảo Đông Dương và trên toàn thế giới, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, tiến tới hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thắng lợi của cuộc tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc cuộc chiến tranh chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, non sông thu về một mối, xóa đi sự chia cắt đau thương hai miền Nam Bắc. Cách mạng nước ta chuyển sang giai đoạn mới, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện vô cùng khó khăn. Sau những năm khủng hoảng trì trệ, với bản lĩnh kiên cường của một chính đảng cách mạng, dám nhìn thẳng vào sự thật để cùng cả dân tộc khởi xướng công cuộc đổi mới toàn diện đất nước.
qua hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, đất nước ta đã vượt qua thách thức, phá thế bao vây cấm vận của các thế lực thù địch và đã giành được những thắng lợi quan trọng. Kinh tế xã hội phát triển, chính trị ổn định, an ninh quốc phòng giữ vững, đối ngoại được mở rộng, thế và lực đất nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Kính thưa đồng bào đồng chí, gắn liền với lịch sử dân tộc, lịch sử tỉnh nhà, Đảng bộ nhân dân lực lượng vũ trang huyện Thanh Chương trong suốt chặng đường 80 năm qua đã có những đóng góp to lớn về sức người sức của, làm nên những chiến công đi vào sử sách, viết tiếp những trang sử vang truyền thống vẻ vang của quê hương. Năm tháng đã trôi đi, nhưng trong lòng mỗi cán bộ đảng viên nhân dân Thanh Chương không thể quên được một sự kiện hào hùng và oanh liệt diễn ra trên đất Thanh Chương yêu quý, đó là cuộc biểu tình cách mạng của hơn 2 vạn nông dân ngày 1 tháng 9 năm 1930. Kể thơ truyền thống quê hương cách mạng trong khí thế rào rực tinh thần đấu tranh của các công nhân và nông dân nghề tình, thực hiện chủ trương của tỉnh ủy Nghệ An, huyện ủy Thanh Chương quyết định tổ chức cuộc biểu tình tổng toàn huyện vào ngày 1 tháng 9 năm 30 ở mức độ cao hơn, quy mô rộng lớn hơn, với khẩu hiệu đấu tranh thể thực buộc địch phải ký các yêu sách đã ký cái đó. Tối ngày 31 tháng 8 năm 1930, tự về đò canh gác các ngã đường, bến đò để cô lập huyện đường, phá và rào gang và cầu Chợ Lạt để chặn đường địch từ Đô Lương xuống và cắt chi viện liên lạc đi từ Vĩnh lên. 1 giờ ngày 1 tháng 9 năm 30, sau tiếng trống phát lệnh, cả Thanh Chương náo động tiếng chiêng, tiếng mò và tiếng reo hò của quân chủng cách mạng, tổng nào tập trung theo tổng ấy, từng đoàn người mặc quần áo nâu đi theo cờ đỏ bổ liềm, kéo ra các ngã đường ùn ù như thác lũ, bất chấp sự ngăn cản của đè gậy, các đoàn biểu tình từ các tổng đã vượt sông Giang, sông Trai, đò Nguyệt Bồng nhập với đoàn tổng vô liệt, ồ ạt tràn vào huyện đường, tri huyện, nha lại, lính tráng bò chạy, lên phế đồn Tây Thanh Hòa, quân chúng đốt huyện đường, thiêu hủy hồ sơ tài liệu, đập phá nhà giam, giải thoát tù nhân. Anh Nguyễn Công Thường, đứng đầu đoàn biểu tình, đã bị địch bắn, hy sinh anh hùng. Khoảng 4 giờ chiều, được tin có một toán lính khổ sai nhờ Vinh kéo lên ứng cứu cho đồng bọn, đoàn biểu tình từ các ngà kéo đến bao vây, bọn lính hạ vũ khí đầu hàng và xin rút lui. Cuộc biểu tình của 2 vạn nông dân Thanh Chương đã kết thúc thắng lợi. Sau cuộc biểu tình ấy, bọn nha lại cai lị không dám ngóc đầu, nhiều tên đem tiền trả cho xã hội. Chính quyền của 60 làng trong huyện nằm trong tay thôn Bồ Nông, xã Bồ Nông. Tỉnh ủy Nghệ An đánh giá cuộc biểu tình dữ dội này chưa từng thấy có ở Nam bao giờ, đã đưa anh em công nông đến một thời kỳ mới, thời kỳ đấu tranh kịch liệt chống lại tư bản đế quốc và địa chủ phong quyền, thời kỳ công nông phải hy sinh cho cách mạng để đòi quyền sống và quyền tự do. Cuộc biểu tình lịch sử 1 tháng 9 năm 30 ở Thanh Chương được coi là mốc mở đầu, đánh dấu sự ra đời của chính quyền Xô Viết ở Nghệ Tình, đỉnh cao của cao trào cách mạng 1930-1931 trong toàn quốc. Kính thưa đồng bào, đồng chí và các bạn, Thanh Chương phong tục khoáng đạt, tình cảm đâm thắm, nhân hậu, vị tha hẳn là do thể đất và lòng người. Mỗi khi tổ quốc cần, Thanh Chương lại vững vàng là một vùng hậu cử quan trọng. Trong các cuộc kháng chiến, nhiều cơ quan sự nghiệp, trường học và các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh, của Trung ương, liên khu 4 sơ tán về Thanh Chương, được nhân dân chia ngọt, sẻ bùi, nhường cơm sẻ áo, được nhà cửa và nhiều tài sản quý, được chăm sóc giúp đỡ, bảo vệ che chở và ngay cả hiến máu để cứu sống nhiều cán bộ chiến sĩ. Là những địa bàn trọng điểm địch đánh phá ác liệt trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hòng ngăn chặn đường chi viện cho tiền tuyến, những địa danh núi ngược rào gan đồi dùng đồi ràng đựng vườn hiên ngang, những cô gái văn bừng, những bông hoa núi ngược trung đồi thép Ngọc Sơn kiên cường dũng cảm mãi mãi là niềm tự hào của bao thế hệ. Trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, Thanh Chương đã có 50.000 người tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Trên 5.000 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường, trên 6.000 thương binh, bệnh binh và người bị ảnh hưởng chất độc da cam. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là thời kỳ đổi mới, với bao khó khăn thách thức, Đảng bộ nhân dân huyện nhà đoàn kết kiên trì, vượt qua, chủ động sáng tạo, nắm bắt thời cơ, phấn đấu đạt được nhiều thành tựu to lớn, làm thay đổi diện mạo quê hương. Từ một huyện độc canh lương thực, thiếu lương thực, cơ sở hạ tầng kỹ thuật thấp kém, giao thông ách tắc, cô lập 4 mùa, đến nay đã sản xuất đủ, ổn định sản lượng lương thực hàng năm 100.000 đến 105.000 tấn, cơ cấu kinh tế có bước tiến bộ đáng kể. Năm 2009, tỷ trọng nông lâm nghiệp giảm xuống còn 48,51%,
tỷ trọng công nghiệp và xây dựng tăng lên 23,21%, tỷ trọng dịch vụ tăng lên 28,28%, hộ nghèo giảm xuống 15,52%, thu nhập bình quân đầu người đạt 11,6 triệu đồng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật có bước phát triển tích cực, hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, trường học, bệnh viện, bưu chính viễn thông đã được đầu tư nâng cấp cơ bản, thế và lực của huyện đã có bước khởi sắc. Với những đóng góp và kết quả trên, Đảng bộ và nhân dân Thanh Sơn đã được Đảng, Nhà nước tặng các danh hiệu cao quý: 11 anh hùng lực lượng vũ trang và anh hùng lao động, 166 mẹ Việt Nam anh hùng. Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện nhà cùng 11 xã được phong tặng đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hàng chục nghìn người, 18 đơn vị cơ quan được tặng thưởng huân huy chương các loại. Năm 1980, 81, 2001 đến 2004, 2007 đến 2009, Đảng bộ huyện nhà được công nhận Đảng bộ vững mạnh. Năm 2010 được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì. Những thành quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân trong 80 năm qua đang tạo cho Thanh Sơn một tầm vóc mới, thế và lực mới để tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới và hội nhập. Tuy vậy, trước yêu cầu đổi mới và hội nhập kinh tế, Thanh Sơn còn nhiều bất cập và đứng trước những khó khăn thách thức. Là huyện tiềm năng đất đai rộng lớn, nhân lực còn dồi dào, vị trí địa lý giao thông thuận lợi gần thành phố Vinh và cảng biển Cửa Lò, có trục đường Hồ Chí Minh chạy dọc và trục đường quốc lộ 46 nối từ cảng Cửa Lò với đường Hồ Chí Minh lên cửa khẩu Thanh Thủy, rất lợi thế cho sự phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa đa ngành, phát triển dịch vụ thương mại đa lĩnh vực. Song tiềm năng này chưa được thúc đẩy và phát huy hiệu quả còn thấp. Trong những năm tới, tình hình thế giới vẫn diễn tiến phức tạp, song hòa bình hợp tác phát triển là xu thế thời đại. Đất nước ta ngày càng hội nhập cùng với những thành tựu đạt được trong sự nghiệp đổi mới, vừa tạo thêm thế và lực mới, đồng thời cũng đặt ra cho chúng ta những yêu cầu ngày càng cao. Đại hội Đảng bộ huyện khóa 19 đã xác định mục tiêu phương hướng tổng quát giai đoạn 2010-2015 của huyện với 10 chương trình và 7 chương mới 10 công trình và 7 chương trình trọng điểm. Để đạt được mục tiêu nghị quyết đại hội 29, Đảng bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang của nhà cần thực hiện tốt những nhiệm vụ và giải pháp sau: không ngừng đổi mới nhận thức, tư duy, nếp nghĩ, cách làm, khắc phục bằng được tư tưởng bảo thủ, níu kéo, bao cấp, ngại khó, đề phòng tư tưởng thỏa mãn, chủ quan, nóng vội, thực dụng cá nhân, đặc quyền đặc lợi, cổ vũ và phát huy tư tưởng tiến công, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết tâm vượt đói nghèo, thi đua làm giàu chính đáng, tạo sự đồng thuận để thu hút đầu tư, chủ động hội nhập và phát triển, tập trung phát triển nhanh mạnh kinh tế trang trại, công nghiệp chế biến chè, gỗ, giấy, sắn, gia súc, cao su, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu không nung để xây, khai thác các lợi thế về đồi rừng, nguồn trữ lượng đất sét, cát sỏi, tạo ra giá trị hiệu quả kinh tế cao, giải quyết được nhiều công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cuộc sống, tăng thu nguồn thu ngân sách cho địa phương, chủ động đón đầu phát triển kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tập trung trọng tâm vào lĩnh vực thương mại, vận tải, dịch vụ chất lượng cao, du lịch sinh thái, du lịch lịch sử tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng, tạo thành đầu mối xuất xuất nhập khẩu vận chuyển hàng hóa quá cảnh của Việt Nam, Lào và các nước thứ ba, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân phát triển, các loại hình dịch vụ vận tải, bưu chính, viễn thông, nhà hàng, nhà nghỉ, sửa chữa cơ khí điện tử, khám chữa bệnh, thu mua bao tiêu sản phẩm cho nông dân, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, tăng cường mở rộng thu hút đầu tư, phát huy tối đa mọi nguồn lực trong dân, tiếp tục đầu tư phát triển, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Cùng với phát triển kinh tế, phải quan tâm đúng mức đến đầu tư cho phát triển văn hóa xã hội lành mạnh, hướng con người vươn tới cải chân, cải thiện, tới đỉnh cao của văn minh trí tuệ, củng cố quốc phòng an ninh vững mạnh, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển. Thường xuyên quan tâm chăm lo công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, có cơ chế chính sách phù hợp thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút đội ngũ trí thức trong và ngoài huyện, con em quê hương tham gia vào sự phát triển của huyện. Thưa đồng bào đồng chí, kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Thanh Sơn, chúng ta càng tự hào về những thành tựu vĩ đại lịch sử 80 năm qua, chúng ta càng thấy trách nhiệm nặng nề hơn đối với Đảng, với đất nước và quê hương trong chặng đường sắp tới. Thanh Sơn hôm nay đã và đang đổi thay trên nền tảng nội lực chính mình. Tuy chưa giàu, chưa có bậc đột phá nổi rồi, nhưng không còn trì trệ.
Thanh Chương đã đang và tiếp tục được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, sự hướng về của con em quê hương bằng cả trí tuệ và nguồn lực. Chẳng có lý do gì để Thanh Chương không cất cánh bay lên trong ngày mai. Với hào khí của 80 năm truyền thống Xô Viết anh hùng, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện kêu gọi toàn đảng, toàn dân, lực lượng vũ trang, con em quê hương khắp mọi miền Tổ quốc cộng sự đồng tâm đồng lòng, tất cả vì mục tiêu xây dựng quê hương Thanh Chương giàu đẹp văn minh. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, muôn năm. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, muôn năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Huyện ủy. Kính thưa đồng chí đồng bào, trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Đảng bộ và nhân dân huyện nhà vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhì, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Hưng Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh lên công bố các quyết định khen thưởng. Tôi xin công bố quyết định. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Chủ tịch nước số 1217 QĐ-CTN Hà Nội ngày 9 tháng 8 năm 2010 quyết định về việc tặng thưởng Huân chương Lao động Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam căn cứ điều 103 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Việt Nam năm 1992, căn cứ luật thi đua khen thưởng, xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ quyết định điều 1 tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho nhân dân và cán bộ huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2005 đến năm 2009, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2, quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và tập thể có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định, ký thay Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Doan, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Văn Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy lên trao Huân chương Lao động hạng nhì cho lãnh đạo huyện Thanh Chương. Xin kính mời đồng chí. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Nhân 80 năm ngày kỷ niệm truyền thống của Thanh Chương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng bức trướng cho cán bộ và nhân dân huyện Thanh Chương. Kính mời đồng chí Trần Văn Hằng trao trướng cho lãnh đạo huyện. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Văn Hằng và cảm ơn tất cả các đồng chí. Kính thưa đồng chí đồng bào, trong chặng đường lịch sử 80 năm, Đảng bộ và nhân dân huyện nhà luôn được nhận được sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể cấp tỉnh. Tại buổi lễ hôm nay, chúng ta lại vinh dự được đón đoàn đại biểu cấp tỉnh. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trần Văn Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy lên phát biểu với buổi lễ. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa đồng bào, đồng chí, hôm nay Đảng bộ và nhân dân Thanh Chương long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Xô Viết Thanh Chương và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì, phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi tới Đảng bộ và nhân dân huyện nhà lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Thưa đồng bào, đồng chí, 80 năm trước, đất và người Thanh Chương đã làm nên sự kiện lịch sử trọng đại. Đảng bộ huyện đã lãnh đạo nhân dân tổ chức cuộc tổng biểu tình phá tan huyền đường phong kiến, thành lập chính quyền Xô Viết đầu tiên trong cả nước. Cuộc biểu tình lịch sử ngày 1 tháng 9 năm 1930 ở Thanh Chương được coi là mốc mở đầu đánh dấu sự ra đời của chính quyền Xô Viết nghệ tính, đỉnh cao của cao trào cách mạng 1930-1931 trong toàn quốc.
Thanh chương chúng ta kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Xô Viết trong niềm vui đã giành được nhiều thắng lợi to lớn. Kế thừa truyền thống cách mạng của Xô Viết Thanh chương trong chiến đấu cũng như trong lao động sản xuất, Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh chương đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị với tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên, tạo động lực mạnh mẽ, góp phần to lớn trong công cuộc đổi mới và phát triển quê hương đất nước. Qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh chương đã cùng với nhân dân Nghệ An chắc tay súng, vững tay cày, xây dựng hậu phương vững mạnh, góp nhiều sức người, sức của cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà. Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là giai đoạn đổi mới đất nước, Thanh chương từ một huyện kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, thiếu lương thực, cơ sở hạ tầng kỹ thuật thấp kém, giao an ninh lương thực, cơ cấu kinh tế chuyển kết cấu kỹ thuật được đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, điện, trường học, bệnh viện, bưu chính viễn thông được nâng cấp, văn hóa xã hội và có nhiều khởi sắc, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bộ mặt quê hương đã có nhiều thay đổi, đời sống nhân dân được nâng lên, Đảng bộ nhiều năm liên tục được công nhận là vững mạnh. Ghi nhận những thành tích xuất sắc của Đảng bộ và nhân dân Thanh chương, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì. Đây là vinh dự to lớn, là niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thanh chương. Tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Thanh chương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Kính thưa đồng bào, đồng chí, để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh chương phát huy truyền thống cách mạng quê hương Xô Viết anh hùng, đoàn kết, chung sức chung lòng, quyết tâm thực hiện thành công nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa 29, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, công tác vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ cấp huyện đến cơ sở, gắn thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát động phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Kính thưa đồng bào, đồng chí, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh mong muốn và tin tưởng Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh chương đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm xây dựng huyện Thanh chương ngày càng vững mạnh, thực hiện thành công công nghiệp đổi mới, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của quê hương Xô Viết anh hùng. Với lòng tin yêu của Đảng, nhà nước và nhân dân trong cả nước, kính chúc đồng bào, đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang ở nhà, chúng tôi xin chân thành tiếp thu nghiêm túc những ý kiến phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Xin chân thành cảm ơn đồng chí. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trình Văn Nhã, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư huyện đoàn, thay mặt cho thế hệ trẻ huyện nhà phát biểu ý kiến. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các bác, các cô, các chú cùng toàn thể thanh thiếu nhi huyện nhà thân mến. Vinh dự và tự hào thế hệ trẻ hôm nay được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng và văn hóa. Quê hương mà mỗi tên làng, tên núi, tên sông đều gắn liền với những chiến công oanh liệt, cả trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, trong lao động sản xuất. Nơi sinh ra nhiều nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng, mảnh đất của nhiều người con ưu tú trên mọi lĩnh vực công tác, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của quê hương đất nước. Trong suốt dòng chảy của lịch sử, Đảng bộ và nhân dân huyện nhà luôn dành cho tuổi trẻ sự quan tâm đặc biệt, thiết thực và hiệu quả. Tiếp bước các thế hệ cha anh, tuổi trẻ Thanh chương đã tích cực hoạt động trên các lĩnh vực và trưởng thành, khẳng định là cánh tay đắc lực, đội dự bị tin cậy của Đảng. Tuổi trẻ huyện nhà luôn biết ơn sâu sắc đối với Đảng, nhà nước, các cấp các ngành, các tổ chức và cá nhân trong thời gian qua đã quan tâm, dìu dắt, giáo dục tuổi trẻ.
tuổi trẻ tin tưởng và mong muốn trong thời gian tới tiếp tục thường xuyên nhận được sự chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và tạo điều kiện thuận lợi cho thế hệ trẻ phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành. Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đón nhận huân chương lao động hạng nhì, tuổi trẻ thanh chương nhận thức sâu sắc rằng truyền thống vẻ vang đó chính là sức mạnh, là nguồn cổ vũ động viên lớn lao trong mỗi việc làm và trong chương trình hành động của tuổi trẻ. Tại diễn đàn trọng thể này, tuổi trẻ huyện nhà xin hứa: 1. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chăm lo xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nâng cao hiểu biết của thanh thiếu nhi về lịch sử, truyền thống của dân tộc, của quê hương, về văn hóa pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật, hôn đúc trong thanh niên khát vọng vươn lên, chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, ý chí tự lực, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội. 2. Triển khai có hiệu quả hai phong trào lớn của tuổi trẻ hiện nay, đó là xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc, đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp, tiếp nối xứng đáng truyền thống của quê hương thanh chương anh hùng. 3. Thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, triển khai có hiệu quả chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm, quan tâm lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống lại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, quan tâm làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thể hiện sự tri ân của tuổi trẻ đối với các thế hệ cha anh đi trước. Tuổi trẻ huyện nhà tự hào về truyền thống của Đảng bộ và nhân dân thanh chương, luôn vững tin tiếp bước dưới cờ Đảng, nguyện sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa đồng bào, đồng chí và các bạn, Đức Phổ, Quảng Ngãi là huyện kết nghĩa với Thanh Chương. Trong đấu tranh chống Mỹ cứu nước, hai huyện đã gắn bó keo sơn, đồng cam cộng khổ, chiến đấu hy sinh. Trong quá trình khôi phục, đổi mới và phát triển, Đảng bộ và nhân dân hai huyện luôn giữ gìn và vun đắp cho tình nghĩa thủy chung son sắt đó. Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của huyện nhà, chúng ta vui mừng, phấn khởi được đón đoàn đại biểu của huyện Đức Phổ anh em. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Đinh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện lên phát biểu. Có truyền thống cách mạng lâu đời, là hai huyện có thành tích công lao rất lớn trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ và trong thời kỳ hòa bình. Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, hai huyện đang phấn đấu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ gìn quốc phòng an ninh đã có nhiều thành tích hết sức tự hào. Huyện Đức Phổ rất vui mừng nhận thấy rằng trong thời gian qua, huyện Thanh Dương đã luôn luôn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, quốc phòng an ninh được giữ vững. Trong những năm đấy, quân Dương quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của nhà, tiếp tục phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Đức Phổ trong năm đấy, chúng tôi sẽ phấn đấu để huyện trở thành thị xã trực thuộc tỉnh và cố gắng đưa đời sống của nhân dân trong huyện phát triển cùng với huyện kết nghĩa Thanh Dương. Nhân dịp buổi lễ long trọng này, xin thay mặt cho Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Phổ xin gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe đến quý vị đại biểu dự lễ, đến toàn thể Đảng bộ, nhân dân và chiến sĩ huyện Thanh Chương sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi. Xin chân thành cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Đinh. Kính thưa đồng bào, đồng chí và các bạn, những người con quê hương đi ra dù ở đâu, làm gì đều luôn hướng về quê hương bằng những tình cảm, tấm lòng và cả sự giúp đỡ vô tư trong sáng. Hôm nay,
trong ngày lễ trọng đại này, nhiều con em quê hương ở mọi miền Tổ quốc do công việc không về được đã điền chúc mừng gửi qua mừng lễ kỷ niệm và cử các đoàn về dự lễ. Đến đây, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời anh Nguyễn Trung Phong, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Thanh Chương tại Hà Nội, thay mặt cho con em Thanh Chương đang sinh sống làm việc trên cả nước có lời phát biểu. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể bà con, hôm nay trong không khí vui mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống huyện Thanh Chương, tôi xin thay mặt cho Hội Doanh nhân Thanh Chương tại Hà Nội và bà con làm ăn ở xa vinh dự phấn khởi được về tham dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Thanh Chương. Kính thưa các quý vị, nhà thơ Đỗ Trung Quân đã từng viết: quê hương là chùm khế ngọt, quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người, quê hương mỗi người chỉ một. Đúng thế, quê hương Thanh Chương, hai từ nghe thân thương và quen thuộc. Mảnh đất địa linh nhân kiệt, sơn thủy hữu tình, sinh ra bao nhiêu con người anh kiệt, ngày đêm đóng góp công xây dựng để phát triển đất nước quê hương ngày càng giàu đẹp. Trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách, nhưng con người Thanh Chương vẫn vững vàng, tự tin đứng lên để xây dựng tạo lập sự nghiệp của mình trên mọi nẻo miền Tổ quốc. Hôm nay được về đây giữ lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống huyện Thanh Chương, ngày này cách đây 80 năm, trước thế hệ cha anh đã làm nên lịch sử, không cam chịu cuộc sống khổ nhục đã nhất tề đứng lên đấu tranh để giành chính quyền về cho nhân dân. Trải qua 80 năm lịch sử đã viết bao nhiêu con người Thanh Chương thân thương đã ngã xuống cho thế hệ chúng ta có được độc lập, tự do và hạnh phúc ngày hôm nay. Ý thức được vấn đề đấy về truyền thống lịch sử của Thanh Chương và những người doanh nhân, chúng tôi nhận thức được trách nhiệm của mình với quê hương đất nước, cố gắng nỗ lực vượt qua các khó khăn thử thách để đạt được những kết quả tốt trong hoạt động kinh doanh của mình, làm giàu cho quê hương đất nước. Kính thưa các quý vị, về Thanh Chương hôm nay, chúng ta thấy được sự thay đổi rõ rệt của quê hương, đó là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự đồng lòng của người dân Thanh Chương. Tuy nhiên, huyện Thanh Chương chúng ta vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, đó là điều trăn trở dẫn dắt của các doanh nhân chúng tôi cũng như lãnh đạo huyện Thanh Chương. Là một huyện có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển như hiện nay, chúng ta chưa kết nối được các sức mạnh để phát triển quê hương. Nhận thức được điều đấy, tháng 8 năm 2009, Hội Doanh nhân Thanh Chương tại Hà Nội đã được thành lập để tập hợp các doanh nhân, các nhà trí thức, các nhà hoạt động xã hội và bà con quê hương Thanh Chương để cùng nhau hợp tác làm ăn, cùng nhau hỗ trợ phát triển và hướng về quê hương. Để thực hiện được nhiệm vụ trên, chúng ta cần sự đoàn kết nhất trí giữa lãnh đạo huyện, ban chấp hành hội doanh nhân cũng như các doanh nhân để đưa ra kế hoạch nhiệm vụ để cùng nhau đưa huyện Thanh Chương phát triển lên một tầm cao mới. Cuối cùng, tôi xin chân thành xin kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu và bà con, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Nhân dịp về lễ của 80 năm kỷ niệm Thanh Chương, thay mặt Hội Doanh nhân Thanh Chương tại Hà Nội và các khu vực phía Bắc, xin kính tặng huyện một cái trống đồng làm kỷ niệm nhân kỷ niệm 80 năm truyền thống Thanh Chương. Tiếp theo là chương trình diễu hành. Trân trọng kính mời đồng chí Thượng tá Nguyễn Tư Bình, Chỉ huy trưởng quân sự huyện lên điều hành. Đi đâu? Bước! Nằm ở phía tây nam tỉnh Nghệ An, Thanh Chương là một văn hóa và cách mạng. Nhân dân Thanh Chương vốn có truyền thống yêu nước nồng nàn và đấu tranh bất khuất. Người dân Thanh Chương vẫn tự hào với lời khen của các sĩ phu yêu nước nghệ tính cuối thế kỷ 19. Cả nước mất, nghệ tính vẫn còn. Nghệ tính mất, làng Lương Điền vẫn còn chiến đấu. Khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, giương cao ngọn cờ độc lập tự do, truyền thống đấu tranh oanh liệt đó lại càng được phát huy. Không thể oằn mình được mãi dưới sự thống trị khắc nghiệt, dã man của thực dân Pháp. Ngày 1 tháng 9 năm 1930, hơn 2 vạn nông dân Thanh Chương đã nổi dậy với khí thế rung trời chuyển đất. Cộng sản 30 trống nổ trời, Thanh Chương đứng dậy cả muôn người, lên đồn ký viện tung tan nát, xuống huyện Thanh Chương trúc đổ nhồi.
Cuộc biểu tình lịch sử ngày 1 tháng 9 năm 1930 ở Thanh Chương được coi là mốc mở đầu đánh dấu sự ra đời của chính quyền Xô Viết ở Nghệ Tĩnh, đỉnh cao của cao trào cách mạng 1930-1931 trong toàn quốc. Từ bấy đến nay đã 80 năm, 80 năm mồ hôi, nước mắt đã máu đã đổ, 80 năm nhân dân Thanh Chương ngập ngùi câu hát, đất Thanh Chương nhút mặn chua cà. Để hôm nay chúng ta mừng vui chào Thanh Chương đổi mới, mảnh đất kiên trung trong chiến đấu lại bền gan vượt khó vượt nghèo. Kính thưa quý vị, nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Thanh Chương và đón nhận huân chương lao động hạng nhì, lực lượng vũ trang huyện nhà, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội diễu hành biểu dương lực lượng, thể hiện niềm tin tất thắng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Dẫn đầu đoàn là quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lá cờ đỏ sao vàng năm cánh là niềm kiêu hãnh tự hào của dân tộc Việt Nam trên toàn thế giới. Màu đỏ tượng trưng cho những giọt máu của những chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Năm cánh sao vàng là biểu tượng cho năm tầng lớp tham gia cách mạng: sĩ, công, nông, binh, thương. Tiếp theo là ảnh Bác Hồ, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam. Hồ Chí Minh, ngọn đuốc thiêng liêng trong thế kỷ, trong tên người ái quốc, bạc muôn đời của thế giới thương đau. Tiếp sau ảnh Bác là huân chương lao động hạng nhì mà nhà nước trao tặng cho Đảng bộ và nhân dân Thanh Chương. Đó là niềm vinh dự tự hào cho mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước và đang ra sức thi đua dựng xây để Thanh Chương không ngừng phát triển về mọi mặt trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đang tiến vào lễ đài là khối hồng kỳ, những lá cờ đỏ bay trên bầu trời Xô Viết tượng trưng cho những giọt máu mà các thế hệ đi trước đã đổ xuống để giữ gìn, xây dựng và phát triển mảnh đất này. 80 thanh niên khỏe mạnh đại diện cho sức trẻ huyện nhà, kiêu hãnh mang trên vai lời thề quyết tử của cha ông: ta sẵn sàng xẻ trái tim ta cho Tổ quốc và cho tất cả. Lá cờ này là máu, là da của ta, của con người vô giá. Đang tiến qua lễ đài là khối sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp cơ quan quân sự huyện, đồn biên phòng 559, 561 của các lực lượng vũ trang trên địa bàn Thanh Chương. Tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam là những đội tự vệ đỏ từ nhân dân mà ra, vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh. Trải qua hơn 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã được nhiều thành tích và chiến công vang dội, là lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang. Lực lượng quân sự huyện Thanh Chương dù trong hoàn cảnh nào vẫn thể hiện tinh thần chung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Với những kết quả trên, lực lượng vũ trang huyện nhà cùng 11 xã đã được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang. Xin chào mừng đoàn diễu hành của cán bộ chiến sĩ công an huyện Thanh Chương và công an trại cải tạo số 6. Ra đời trong phong trào cách mạng của nhân dân, lực lượng công an đã vì nước quên thân, vì dân phục vụ, thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của mình. Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng công an Thanh Chương và trại cải tạo số 6 đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận tặng nhiều phần thưởng cao quý: huân chương chiến công hạng nhì, huân chương chiến công hạng ba và nhiều bằng khen của Chính phủ, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh. Đang tiến về lễ đài là khối cán bộ quân sự xã, thị trấn đại diện cho lực lượng dân quân tự vệ huyện nhà. Đó là lực lượng cán bộ trực tiếp ở cơ sở, thường xuyên tham mưu cho cấp ủy chính quyền về thực hiện nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, xây dựng nền quốc phòng ở cơ sở. Được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền và ban chỉ huy quân sự huyện, trong những năm qua, các thế hệ cán bộ quân sự xã, thị trấn không ngừng rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự địa phương ở cơ sở. Đang tiến về lễ đài là đoàn diễu hành của Hội Cựu chiến binh huyện Thanh Chương. Đây là những người lính Cụ Hồ có niềm tin tuyệt đối vào Đảng, sẵn sàng hy sinh xương máu để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ. Trở về cuộc sống đời thường sau chiến tranh, cán bộ hội viên cựu chiến binh huyện nhà luôn phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ, gương mẫu trong các phong trào tập thể, xây dựng nếp sống văn hóa. Là một trong những đoàn thể chính trị hoạt động tích cực và có hiệu quả nhất, hội đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Ban chấp hành Trung ương hội, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc.
tiếp theo là lực lượng cử thanh niên xung phong đang tiến về lễ đài. Đó là một lực lượng hùng mạnh được Đảng và Bác Hồ sáng lập, rèn luyện đến nay vừa tròn 60 năm. Trong các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, Thanh Chương có hơn 26.000 thanh niên lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, đem tuổi xuân của mình đổi lấy mùa xuân của dân tộc với một tinh thần xung phong, sẵn sàng, tự nguyện. Trong những năm qua, thanh niên xung phong Thanh Chương đã khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nghĩa tình đồng đội như phối hợp xây dựng 29 ngôi nhà tình nghĩa, giúp đỡ nhiều đồng chí khó khăn với hàng trăm suất quà và sổ tiết kiệm. Xin chào mừng đoàn diễu hành của khối công nhân lao động trực tiếp sản xuất huyện Thanh Chương đang tiến qua lễ đài. Với sứ mệnh lịch sử to lớn là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Cộng sản Đảng Cộng sản Hồ Việt Nam, giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Công nhân lao động ở các nhà máy, xí nghiệp, nông lâm trường, trạm trại có những bước phát triển tích cực, mạnh mẽ, hàng năm đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Xin chào mừng đoàn diễu hành của giai cấp nông dân huyện đang tiến vào lễ đài. Hội Nông dân Việt Nam, tiền thân Nông Hội Đỏ, trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, Hội Nông dân Thanh Chương đến nay có 40 cơ sở với 48.121 hội viên, với mục tiêu phát triển theo hướng nông nghiệp hiện đại, nông dân toàn diện, nông thôn tổng hợp. Trong những năm qua, hội đã không ngừng nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật cho hội viên, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Đến nay, Hội Nông dân Thanh Chương đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 và nhiều bằng khen, giấy khen các cấp. Xin kính chào đoàn diễu hành của Hội Người cao tuổi huyện Thanh Chương, là lớp người đã được rèn luyện cống hiến trong hai cuộc kháng chiến vô cùng anh dũng của dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thế hệ người cao tuổi ngày nay sống vui, sống khỏe, sống có ích, tiếp tục mang sức lực, trí tuệ tham gia vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với phong trào tuổi cao gương sáng, Hội Người cao tuổi huyện Thanh Chương đã được Trung ương Hội và Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen là đơn vị xuất sắc tiêu biểu. Đang tiến về lễ đài là 80 em đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, đại diện cho hơn 34.000 thiếu nhi trên toàn huyện. Với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với thế hệ măng non, những chủ nhân tương lai của đất nước, thiếu nhi trên quê hương Thanh Chương luôn không ngừng học tập, rèn luyện, tham gia nhiệt tình công tác đội và phong trào chăm ngoan học giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Đến nay đã có nhiều tấm gương điển hình vượt khó, vượt nghèo, học giỏi, học tốt. Các em đang ngày càng được trưởng thành cả về đức, trí, thể, mỹ. Với những thành tích đã đạt được, thiếu nhi Thanh Chương là một trong những lá cờ đầu của tỉnh nhà về công tác đổi và các phong trào thiếu nhi. Tiến về lễ đài là 80 gương mặt đại diện cho tuổi trẻ huyện nhà. Gần 80 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ. Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên đi đầu. Phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh, truyền thống của quê hương Soviet anh hùng, những chủ nhân tương lai của huyện nhà luôn khẳng định là cánh tay đắc lực, đội dự bị tin cậy của Đảng, thi đua thực hiện tốt cuộc vận động tuổi trẻ Việt Nam làm theo lời Bác và thực hiện tốt các phong trào lớn nhằm góp phần xây dựng quê hương Thanh Chương ngày càng giàu mạnh. Xin chào mừng đoàn đại biểu dân tộc thiểu số của hai xã Thanh Sơn và Ngọc Lâm đang tiến về lễ đài. Vì dòng điện của quốc gia, theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, đồng bào các dân tộc đã nhường chỗ ở cho công trình thủy điện Bản Vẽ và di cư về vùng đất mới Thanh Chương với 4.200 hộ dân. Dù còn gặp nhiều khó khăn thử thách trong quá trình tái định cư, nhưng đến nay, với một niềm tin son sắt vào Đảng và truyền thống đoàn kết cần cù chịu khó của người dân Việt Nam, người dân Thanh Chương, đồng bào dân tộc đang nỗ lực vươn lên xây dựng cuộc sống mới, làm phong phú thêm bản sắc văn hóa trên quê hương mới. Xin chào mừng đoàn diễu hành của Hội Phụ nữ huyện. Trong 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trên quê hương của bà Tôn Thị Quế, bà Đặng Quỳnh Anh, quê hương của những cô gái văn bình, hai chị em hùng Hoàng Thị Tuất, Hoàng Thị Liên, tổ chức hội không ngừng phát triển lớn mạnh, luôn thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phấn đấu xây dựng gia đình đạt 4 chuẩn mực: no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Ở bất kỳ giai đoạn nào, phụ nữ huyện Thanh Chương luôn xứng đáng với 8 chữ vàng: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang mà Bác Hồ đã trao tặng. Đang tiến vào lễ đài là đoàn đại biểu ngành giáo dục và đào tạo huyện Thanh Chương. Bao đời nay, Thanh Chương vẫn luôn tự hào là mảnh đất hiếu học và học giỏi, mảnh đất trồng sự học để vượt khó, vượt nghèo. Đã có biết bao thầy giáo giỏi, những danh nhân, tướng lính làm lằng danh cho quê hương,
như Nguyễn Cảnh Chân, Tôn Quang Việt, Đặng Thái Mai, Nguyễn Sĩ Sách, Đặng Thúc Hứa, vân vân. Trong những năm qua, giáo dục và đào tạo huyện nhà đã có được những thành tích nổi bật, cơ sở vật chất ngày càng khang trang, chất lượng đội ngũ ngày càng chuẩn hóa, công tác xã hội hóa khuyến học khuyến tài luôn được chú trọng, phong trào thi đua dạy tốt học tốt luôn được duy trì. Đến nay, số lượng giáo viên dạy giỏi, học sinh đầu vào các trường đại học cao đẳng luôn nằm trong top đầu của tỉnh. Ngành giáo dục đào tạo Thanh Chương 14 năm liền được tỉnh công nhận tiên tiến xuất sắc, Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì và nhiều danh hiệu cao quý khác. Đang tiến về lễ đài là đoàn đại biểu của ngành y tế huyện Thanh Chương. Với một mạng lưới y tế được củng cố từ thôn, xóm, bản, xã đến huyện, 38 trạm y tế, 2 phòng khám đa khoa khu vực, trung tâm y tế và bệnh viện đa khoa huyện không ngừng được củng cố, cơ sở vật chất được tăng cường, chất lượng đội ngũ y bác sĩ được nâng cao. Thanh Chương là một trong những huyện có thành tích cao nhất trong phong trào xây dựng xã chuẩn quốc gia về y tế của tỉnh Nghệ An. Nhiều năm không có dịch bệnh xảy ra, các cán bộ y bác sĩ không ngừng phấn đấu để đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, xứng đáng với lời dạy lương y như từ mẫu. Và cuối cùng, đang tiến vào lễ đài là khối cán bộ công chức đại diện cho hơn 2.000 cán bộ ở các cơ quan hành chính sự nghiệp trên toàn huyện. Đây là lực lượng quan trọng góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện nhà. Quyết tâm đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn trong những năm qua, đội ngũ cán bộ công chức huyện không ngừng được nâng cao về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, cải cách hành chính, lề lối làm việc. Luôn xem mình là công bộc của dân, phải tận tụy với dân, thực hiện dân chủ kỷ cương trong sinh hoạt, văn minh lịch sử trong giao tiếp, minh bạch tiết kiệm trong chi tiêu, cầu thị chân thành trong cuộc sống, trách nhiệm hiệu quả trong công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Màn diễu hành biểu dương lực lượng của lực lượng vũ trang huyện nhà, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Thanh Chương và đón nhận huân chương lao động hạng nhì xin kết thúc. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị đại biểu, quý vị khách quý và đồng bào. Chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Thanh Chương. Tác giả kịch bản Nguyễn An Ninh. Tổng đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Hồng Lựu. Âm nhạc, nhạc sĩ Trọng Đài, nhạc sĩ Hoàng Thành. Hòa âm phối khí, Nguyễn Hoàng Anh. Phó đạo diễn, nhà giáo ưu tú Thanh Phúc, nghệ sĩ Hoàng Yến. Chỉ đạo nội dung, Ban Thường vụ Huyện ủy, huyện Thanh Chương. Chương trình có sử dụng một số ca khúc của các nhạc sĩ Việt Nam. Đội văn nghệ, cán bộ, quân và dân huyện Thanh Chương phối hợp biểu diễn. Thank you.
cõi lập địa khai thiên, ai đã một thời khai thiên lập địa, tạo sáng núi hình sông, tình người bao thế hệ son sắc thủy chung, người và đất thành trường. Chứng kiến bao đời người và đất thành trường. Hô 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 hô, chung dùng kiên cường qua khói lửa đàn bò, chịu khó chịu thương đất hiếu học làm là người thành trường đất mẹ yêu thương. Hô 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 hô. Ơi thành trường chứng tích vẫn còn đây trên đôi rừng đôi dòng, và tiếng trong ba người vẫn còn vang vọng. Thành lòng cơn sóng tràn năm nào, ơi quê hương nhớ thiên địa đình. Hô 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 hô. Hồn thiêng của núi sông, xin trai tài gái giỏi, truyền thống cha ông tự hào ta đi tới. Biết tròn bài ca người và đất thành trường, biết tròn bài ca đất và người thành trường. Hô 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 hô. Chịu khó chịu thương hiếu học lam làm, đất vốn nghèo mà giỏi võ tài văn, dòng lịch sử viết từng tang thắm đỏ. Thành Lục Niên với bích hào còn đó, nghĩa quân lê lợi tiếng vó ngựa sông pha, đền Bạch Mã chiến tích của Phan Đà, võ liệt Di Luân máu hòa dòng lệ. Đến thời của vua Lê Chúa Trịnh là cứ điểm của nghĩa quân quận He, lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo là khẩu hiệu đông đảo tổng quốc bảo dân đại tướng quân, là khí phách của hộ úy đô thống Nguyễn Tuân. Đông Thành, Nam Được, Thanh Chương chiếm cứ một phương, rồi phát triển lực lượng trên đất Hà Tĩnh, Nghệ An, giết chết quan phủ Diễn Châu, giặc Kinh Hồn bạt vía. Đó là cuộc khởi nghĩa của Tần Tấn và Đặng Như Mai, vang bài hịch Bình Tây Sát Tả. Rồi ngọn cờ Cần Vương vẫy gọi, cai cán Thanh Chương nổi dậy lập công. Hồ Văn Phúc, Tôn Quang Điền, Tần Khắc Kiệm, Võ Văn Dần, Tần Văn Biển. Đó là bà Cửu Mén, Đinh Thị Nguyệt trong khởi nghĩa Giáp Tuất là đốc xuất Binh Lương, là cụ Nghè Nguyễn Xuân Ôn, hiệp đốc quân vụ Nghệ An, Hà Tĩnh. Tiếp đến phong trào Đông Du Liệt Quốc, xuất dương sang Nhật tiếp bước cụ Phan, Đặng Nguyễn Cần quê xã Thanh Xuân, nổi tiếng với hiệu buôn Tiêu Dương Thương Quán. Rồi Đặng Thúc Hữu, Đặng Nguyên Cần mở hướng Tây Du, Bắc Du đi tìm lý tưởng,
thành lập trại cày tuyên truyền giác ngộ, lòng yêu nước thương đòi cho tất cả kiều dân. Truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin qua đường cách mệnh của Nguyễn Ái Quốc, Đặng Thúc Hứa một đồng chí kiệt xuất, một người con ưu tú của mảnh đất Thanh Chương. Vâng, đó là những người con từ đất mẹ Thanh Chương, qua khói lửa, chiến tranh luyện rèn chất thép, xứng với quê hương địa linh nhân kiệt, nòi giống tiên rồng, sử sách mãi lưu danh. Chúng ta hãy trở về với những năm cuối của thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Thuở nô lệ dân ta nước mất, cảnh cơ hàn trời đất tối tăm, một đời đau suốt trăm năm, chim treo tên lửa, cá nằm dưới dao. Bà con ơi nghĩ lại, cảnh nước mất nhà tan, nỗi thống khổ cơ hàn, khác chi loài trâu ngựa. Ruộng đồng ta tận ai phàng, lúa ta rơi ta vốn nào vay mẹ cơm con, lũ tay đòn nó cướp sạch nơi bà con. Soi bóng dòng lam diệt những đêm trăng lứa đôi hò hẹn, đài truyền thanh truyền hình của huyện cập nhật thông tin tới tận xóm làng. Cầu rộ nối đôi bờ sông Lam, đường Hồ Chí Minh vượt Trường Sơn hùng vĩ, điện lưới về làng sáng từng căn nhà nhỏ, sông núi này đã mở hướng tương lai. Ra đi vần nghị hoài câu nói, đất Thanh Chương nhút mặn chua cay, đất có nghĩa với người đi xa, đất nằm nghĩa tình quê nhà. Đồng thâm canh bấy lâu đi được mùa, câu ca trong ký ức đất Thanh là đêm về tràn ánh điện, những công trình náo nức mua rừng xây, bao trai gái tiếp bước lên đường viết thêm trang sử quê nhà. Người mặn mà yêu thương, người đi xa nhớ về quê mẹ Thanh Chương, đất ngàn năm tấm gương soi, làm ăn mới đã mở những chân trời. 80 năm truyền thống Thanh Chương, trải hai cuộc chiến tranh qua bão sông gành thác, công lao của những người đã sống và cả những người đã khuất đã viết nên bản trường ca Người và đất Thanh Chương. 5.080 liệt sĩ, 4.788 thương bệnh binh, 2.024 người bị nhiễm chất độc da cam, 166 bà mẹ được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh Hùng, 3 cá nhân được phong tặng Anh Hùng Liệt Sĩ, 8 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân, 5 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh Hùng Lao Động, 265 đơn vị đạt chuẩn văn hóa, 14 xã đạt chuẩn quốc gia về thiết chế văn hóa thể thao đồng bộ, 34 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, 170 cán bộ lão thành cách mạng, 89 cán bộ tiền khởi nghĩa, 10 nhà giáo ưu tú, nghệ sĩ ưu tú và nghệ sĩ nhân dân, 33.200 huân huy chương kháng chiến cá nhân và 15.728 hộ huy chương gia đình. Ôi đất mẹ Thanh Chương, nơi đã sinh ra những người con yêu dấu, biết sống, học tập và chiến đấu cho ngày mai.
nơi biết lấy văn hóa làm giá đỡ để đi tới tương lai, nơi có những người con gái, con trai biết yêu thương tha thiết, nơi có giấy Trường Sơn Tùng Điệp, dòng sông Lam mài miết phù sa, bến sông Răng Đò chờ đầy thơ cho đình Răng Màn ngẩn ngơ sương phù, nơi có nhiều di tích lịch sử, thắng cảnh danh lam ẩn chứa những tiềm năng. Xuân Hà, Thu Đông, Gành Thác, Bão Sông, đất với người Thanh Chương cùng tiến bước. Một Thanh Chương lam làm hiếu học, một Thanh Chương bất khuất kiên trung, một Thanh Chương son sắt thủy chung, một Thanh Chương đang trên đường đổi mới. Mùa xuân là cuộc hành trình không mỏi, có Đảng, Bác dẫn đường ta đi tới.